Vlog Opco, và ngày hôm nay mình sẽ làm một chủ đề là ăn mừng kênh YouTube Đào Kim Tiền. Mình sẽ đi ra đi ăn nhiều món và đi nhìn hết địa điểm khu du lịch ở đây. Và đây mình đang đứng là khu du lịch Ngũ Hành Sơn của Đà Nẵng nha mọi người. Bây giờ mình sẽ đi review cho mọi người xem. Đây nha mọi người, hiện tại là mình đang đứng cái đồi Ngũ Hành Sơn. Bây giờ mình sẽ tiến vào bên trong một mình nha. Ok, mọi người thấy quá đẹp không? Ok mọi người, trước tiên thì mình sẽ đi review các khu địa điểm đi du lịch ở đây, sau đó mình sẽ bắt đầu đi vào chờ đi vào xem phim và ăn nha. Đấy, mình phải ăn mừng kênh Đào Kim Tiền. Thì cũng có ngày hôm nay thì có một điểm vui là kênh YouTube đã bật Kim Tiền, nhưng mà cũng có một điểm buồn là mình phải sắp chia tay bàn tay, tại vì bàn tay hôm nay là bạn trở về nước, còn về 3 tháng sau đó quay trở lại, cho nên là ngày hôm nay mình sẽ làm video một mình nha. Bình thường mình sẽ làm với bàn tay đi review ẩm thực Việt Nam. Nếu mà người thích chủ đề người nước ngoài ăn ẩm thực Việt Nam thì hãy ủng hộ kênh của mình nha. Thì sau video này mình sẽ tiếp tục làm video cho nước ngoài ăn ẩm thực Việt Nam. Và bây giờ thì mình sẽ tiếp tục đi tham quan thôi nha. Bạn không thể nào quên được bãi biển tắm Sơn Thủy của Đà Nẵng nha. Nhưng mà thật không may ngày hôm nay thì nước đang rất là lớn, nước biển rất là lớn, sóng rất là mạnh luôn. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem sóng biển mạnh như thế nào nha. Các bạn không nên tắm trong thời điểm này. Cầu Trần Thị Lý nha. Mình không có đường ra tại vì họ ra rồi. Bây giờ mình sẽ leo lên đó vào bên trong review cho mọi người xem nha. Đằng bên kia là cầu Rồng nha mọi người. Mình không có thời gian để mà đi chơi hết. Thì bây giờ mình sẽ review cầu Rồng cho mọi người xem, sau đó mình sẽ tới Vincom để ăn. Đói buồn quá. Đi chơi cũng nhiều rồi, bây giờ mình sẽ vào Vincom đi ăn và xem phim review cho mọi người xem nha. Hello anh em, bây giờ mình đã đi tới tầng ăn rồi nha. Ok. Bây giờ mình sẽ ăn món gì đây? Món nào lấy chắc. Okay.
mình đã ăn xong, bây giờ mình sẽ qua bên kia xem phim. Hiện tại trên tay mình có một cái tấm vé xem phim của ông Michael trước khi ông về nước, ông tặng cho mình nhé. Bây giờ mình sẽ qua bên kia hỏi thử tấm vé này còn hiệu lực không, mình sẽ xem phim. Em lấy một vé. Mình nói chút chiếu phim gì, mấy giờ? Tiền trăng máu. Lúc mấy giờ lên? Như là 1:20 đó. 11 giờ. 1:20. 1:20. Nhìn màn hình đầu ghế. Vé lúc 1:20. Cảm ơn. Ok, xin chào anh em nha. Hiện tại là mình đã mua suất cái vé 1:20. Bây giờ mình sẽ đi xung quanh, tới 1:20 mình sẽ quay lại đây xem phim nha. Alo anh em nha. Hiện tại là mình đang ngồi đầu trước phim khoảng 1:20 nha. Thì mình không thể nào đem nó quay vào đó nên mình sẽ tạm dừng ở đây, sau đó mình sẽ quay trở lại khi mình xem cái trong nha. Hello, xin chào em nha. Mình đã xem xong cái bộ phim Tiệc Trăng Mật rồi thì cũng khá là hay. Mới đầu mình nghĩ là một bữa tiệc đẫm máu và có ma quỷ này nọ, nhưng mà thật ra không phải. Đây chỉ là một bộ phim về tâm lý thôi. Nếu mọi người thích xem thì cứ tới mua vé tới xem nha. Bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây. Nếu mà bạn nào muốn xem chủ đề là cho nước ngoài ăn ẩm thực Việt Nam của hai tụi mình thì hãy ủng hộ và chia sẻ kênh của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.